Quý vị và các bạn thân mến, hơn 400 hộ dân tộc Khmer đang sinh sống tại ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ thì có hơn phân nửa là hộ nghèo. Mặc dù vậy, ấp này được biết đến qua tên gọi là ấp Đại Học. Thông tin mà chúng tôi được biết thì tại đây có hơn 200 hộ gia đình có con em đang theo học tại các trường đại học cao đẳng. Trong số này, không ít hộ có hoàn cảnh rất khó khăn. Và hôm nay đến với ấp 10 xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, chương trình Qua Lúa mời quý khán giả cùng tìm hiểu về nghị lực vượt khó của một học sinh con nhà nghèo đang phấn đấu vào đại học. Đất Lương Nghĩa nhiễm phèn quanh năm. Mặc dù vậy, bà con ở đây chỉ biết bám vào cây lúa mà sinh sống. Với những hộ không có đất như gia đình chị Thị Vân thì nghề nghiệp chủ yếu là làm thuê. Hôm nay chủ nhật nên em Thị Ngọc Sang ra ruộng dặm lúa thuê giúp mẹ. Trên cánh đồng lúa non tơ, giọt mồ hôi lăn dài trên đôi gò má học trò. Làm lũ cùng ruộng rẫy, nhưng ước mơ đi học chưa bao giờ tắt trong lòng cô gái nhỏ. Ở xóm này, nhà nhà đi học, người người đi học, nên gia đình chị Vân cũng không nỡ cho ba đứa con nghỉ học giữa chừng. Những khi không ai thuê mướn, chị gói bánh lá dừa bán để phụ lo cơm gạo trong nhà. Khó khăn túng thiếu là chuyện thường xuyên. Nỗi lòng của người mẹ càng xót xa khi nghĩ về con mỗi ngày mỗi lớn. Tiền bạc thì thiếu thì mình mắc đi hỏi người ta đừng cho nó. Học chừng nào mần được thì mình trả người ta từ từ. Gạo cũng phải mua thiếu, nó cũng như gối đầu vậy đó. Ăn hết bao này cái mình trả người ta, mình mua bao khác vậy đó. Rồi biết sao mình lo cơm gạo không, người đâu có tiền đâu. Dạ. Yeah. Lại tội nghiệp con thôi. Thấy con đã đi học thấy ham, con mình đi ra không có đồ chứ ta. Sang thì nó được mấy bộ đồ để đi học. 2 năm 3 năm mới mua lần đó. Đâu có tiền mua đâu cô. Rồi cái sự cố gắng của chị bây giờ là chị gói bánh gì đó hả? Để kiếm tiền. Tức là ngày nào rảnh thì gói bánh. Còn tới tháng người ta dặm lúa thì mình đi dặm. Một ngày chị gói bánh như vậy thì chị được lời bao nhiêu tiền? Khoảng cỡ 40 ngàn, 40 mấy ngàn trở lại là không có nhiều. Gói hàng ngày tới mua cỡ 2 ngày mình gói đi mới bán được. Dạ. Vậy đó. Mình bưng cái xề bánh mình đi ra, mình đi bán như vậy thì có được tự nhiên không? Có gặp khó khăn gì không? Lúc đầu thì thấy mấy bạn khác đi học á, em cũng thấy buồn. Tại mình thấy người ta đi học á, người ta biết quá, đúng rồi bán bánh. Con nghĩ giờ nghèo không biết làm gì hết. Chỉ có thể bán bánh thôi. Lúc mà mình nghĩ mình buồn như vậy đó thì mình nghĩ tới ai, mình nghĩ tới chuyện gì để mà mình không buồn nữa? Lúc đó là em nghĩ tới cha mẹ. Cha mẹ thì đi làm mướn còn nặng nhọc hơn mình nữa. Vì thế em mới cố gắng để đi bán cho hết bánh. Em mong là mình tương lai của mình thì có nghề nghiệp ổn định hơn, để đừng có thốn thiếu như bây giờ. Em luôn mong có được một cái nghề nghiệp ổn định. Như vậy thì cái nghề mà em yêu thích nhất là gì? Nói lên em sẽ vào học ngành sư phạm, làm cô giáo. Đôi bàn chân con gái quê nghèo lắm lem bùn đất, nhưng trang dở học trò lại lấp lánh điểm 9-10. Anh Danh Hiền năm nay tuổi 45 nhưng chưa từng cầm cái viết để viết tên mình. Tuổi thơ chăn trâu cày thuê cuốc mướn, và đến giờ vẫn cuốc mướn làm thuê. Quẩn quanh với cái nghèo nên anh và chị Thị Vân muốn con mình yêu cái chữ, dựa vào cái chữ mà thay đổi tương lai. Cuộc sống thì mình thấy buồn, ví dụ mình khó khăn, không có tiền bạc gì đó, mình khổ vậy rồi mình biết sao mình thấy để không cho con học đi ăn học thì trước sau cũng như mình nữa. Thấy vậy mới cho con là cố gắng để đi làm cho con học đó. Mỗi ngày mà anh đào đất như vậy thì anh được trả công bao nhiêu? Thì đứt cơm này 120. Thì nếu mà lãnh trước mà lãnh trước lắm, lãnh trước thì lãnh trước 100. 14 năm, mái nhà này dường như không còn khả năng che kín mỗi cơn mưa. Nhưng mỗi năm, giấy khen của Ngọc Sang mang về treo đầy trên vách lá. Chị Dân kể có khi phải nhịn đói đến trường vì nhà hết gạo, nhưng Ngọc Sang không bỏ học ngày nào. Chính vì quyết tâm của con mà anh chị phải cố gắng nhiều hơn, cho dù phải quên đi sức khỏe mà nhận lãnh những việc thuê mướn nặng nhọc. Chị Hai đang học cao đẳng tại chị Thanh, em trai thì mới học lớp 6, nên Ngọc Sang luôn cán đáng công việc gia đình giúp mẹ cha. Sang tập thói quen học mọi lúc mọi nơi khi có thể. Sách học trò khi trong thúng bánh, khi thì rổ khoai, cùng cái nắng cái gió của quê nghèo. Vậy mà kết quả mang về luôn thắm hồng tươi sáng. Buổi tối, Sang ra đồng soi cá, bắt ốc để tìm thêm thức ăn trong nhà. Những hiểm nguy rình rập trên đồng không phải ít. Con nhà nghèo, tuổi thơ trôi nhanh qua những nhọc nhằn vất vả. Tuổi 17, đương đầu với gánh nặng mưu sinh. Cái lạnh lẽo trên đồng vắng được xua tan khi Ngọc Sang chăm chỉ với bài học mới. Con đường em xác định là phải đổi thay bằng nguồn tri thức. Nguồn sáng đó đến với em và gia đình không đơn giản, nên phải càng trân trọng và quý giá. Buổi sáng được đến trường, Sang háo hức với bài giảng của thầy cô. Trung học phổ thông Lương Tâm là nơi đã ươm mầm và ấp ủ cho Sang ước mơ trở thành cô giáo. Xã vùng sâu, điều kiện thiếu thốn nhiều so với nơi đô thị. Mỗi học trò, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Với Ngọc Sang, các thầy cô ở trường rất quan tâm bởi bản tính cần cù, vượt khó. Quãng đường mà từ nhà em đến trường là khoảng 7-8 cây số. Nhưng mà em rất là chuyên cần, dù ngày nắng hay ngày mưa gì em cũng lên lớp đầy đủ. Em rất là chuyên cần trong vấn đề học tập. Có nhiều hôm là học 2 buổi trên ngày thì em mang cơm theo ở lại trong trường để ăn cơm. Vừa ăn vừa học vừa dò bài. Một số bạn thì thấy như vậy thì có tiếp giúp em, nhưng mà em kêu em phải tự vượt lên cái hoàn cảnh của mình để phục vụ cho vấn đề học, để sau này có cái tương lai ổn định hơn. bài học ở trường và cuộc đời lam lũ mai này sẽ theo Ngọc Sang vào trang giáo án. Chặng đường 11 năm lấp lánh tình thương của thầy cô, bạn bè và hy vọng của mẹ cha, Ngọc Sang luôn tự tin mình có thể thực hiện ước mơ là người tiếp tục gieo con chữ nơi vùng quê Lương Nghĩa, Lương Tâm còn nhiều gian khó. Nhằm tiếp thêm niềm tin, nghị lực giúp em Thị Ngọc Sang tiếp tục vượt khó đến trường, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang và Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam VFC trao cho em suất học bổng Hoa Lúa 20 triệu đồng. Đồng hành với Qua Lúa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tặng em suất học bổng 5 triệu đồng. Hôm nay, Ngọc Sang còn nhận được các phần quà của Sở Giáo dục và Đào tạo, thầy cô và các bạn. Sự chia sẻ kịp thời của chương trình Qua Lúa cùng những tình cảm ấm áp sẽ giúp Ngọc Sang lạc quan hơn khi thực hiện những mục tiêu lớn của cuộc đời. Thì mong mỏi của chương trình học bổng Qua Lúa với cái sự hỗ trợ của công ty, chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho em trong cái cuộc sống, cũng như là động lực tinh thần để cho em cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được cái kết quả học tập tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Ngọc Sang và ước mơ trở thành cô giáo cho chúng ta thấy rằng cái nghèo đâu phải là nguyên nhân để con người ta từ bỏ ước mơ nuôi con chữ. Giọt nước mắt của mẹ, giọt mồ hôi của cha hay những đêm soi cá bắt ốc trên đồng trong đêm tối, có biết bao khó nhọc mà Ngọc Sang đã vượt qua. Nhưng khi được hỏi về niềm tin học vấn thì đôi mắt em luôn rực sáng. Chúng ta cùng chúc cho niềm tin học vấn của em sẽ được vẹn tròn. Chương trình Hoa Lúa ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam VFC đã tài trợ thực hiện chương trình này. Cảm ơn công ty đồng hành Suntory PepsiCo Việt Nam. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.